Trong video ngày hôm nay, cơ sở Sập Vũ Minh Hướng lại ra một video clip giới thiệu đến các quý khách hàng sản phẩm Sập Vũ Lào có tên gọi là Sập Đục Ngũ Phúc Kim Tiền, hay còn gọi là Sập Mai Cái Thọ đó ạ. Và sau đây là những lưu ý và những cách chọn để mua được một bộ sập gỗ chuẩn vụ Lào truyền thống từ trước đến nay. Tránh mua nhầm phải những loại gỗ kém chất lượng, gỗ vụ Nam Phi giả vụ Lào, hay còn gọi là gỗ dâu Nam Phi linh tinh khác. Thì đầu tiên là về phần màu sắc. Màu sắc của gỗ vụ chuẩn thì nó có màu nâu vụ, như ở bên cơ sở em đây là một ví dụ điển hình đó ạ. Màu nâu vụ rất đẹp. Và vân của gỗ vụ Lào sẽ đẹp hơn và chất gỗ sẽ mịn hơn. Gỗ vụ Lào có tính chất khi để một thời gian nhất định, gỗ sẽ ra dầu, óng rất đẹp, khác hẳn với những loại gỗ vụ Nam Phi, gỗ tạp được bán tràn lan trên thị trường. Những loại gỗ này tom gỗ sẽ bé hơn, màu sắc sẽ xấu hơn. Và những loại gỗ này thì khi để một thời gian, gỗ sẽ mốc đen lên, rất mất thẩm mỹ và chất gỗ rất nhẹ, khác hẳn với chất gỗ vụ Lào. Chất gỗ vụ Lào rất nặng và bóng, vân gỗ mịn, bóng vụ rất đẹp. Và bên đây là vai ngang của bộ sập vụ này. Vai ngang được cơ sở em làm là dày 10 phân và dạ tiền là dày 12 phân, dạ cực khủng cực đẹp. Thì ở phần dạ tiền đây được cơ sở em làm đặt cho khách tại Hải Dương, dạ dày 12 phân, đục thủng thủ công bằng tay hết, chạm khắc thủ công tinh xảo đẳng cấp. Và điểm nổi bật là rơi ngậm thọ ở giữa, bên dưới là gốc mai hay cành mai hóa rồng rất đẹp. Bệ dày 12 phân, từng đường nét được đục thủng móc sâu vô cùng là tinh xảo và sắc nét, tạo nên sự đẳng cấp cho vai sập này. Dày 12 phân đủ đó ạ. Từng con sóc đang tranh nhau trùng nho đều được cơ sở em đục vô cùng là chân thật. Những lá nho được đục rất mềm mại và rất bay bổng, đục vô cùng là đẳng cấp, tinh xảo, tạo nên một tác phẩm có giá trị nghệ thuật đỉnh cao. Và bộ sập vụ này đang được cơ sở em bán với mức giá là 39 triệu cho bệ dày 12 phân và bệ ngang là dày 10 phân. Bệ cực khủng cực dày chỉ với 39 triệu. Và chân được cơ sở em được làm là chân 26, chân vuông 26, chân đủ đấy ạ. Chân vuông 26 phân liền khối. Và phần mặt sập được cơ sở em làm là mặt khuôn 10 ván 3 phân. Khuôn tranh là dày 10 phân, sâu 19 phân. Và ván mặt bên trong là dày 3 phân, mặt được ghép 2 lá. Và 2 lá cùng cây, vân đối xứng rất đẹp. Thì các anh chị em nào quan tâm đến mặt hàng sản phẩm bên em thì kết bạn Zalo 0989 924 345 sẽ được cơ sở em tư vấn và báo giá trực tiếp cho các quý khách hàng có thể nắm bắt được một cách cụ thể nhất. Em xin quay gần để cho các quý khách hàng cùng xem về những đường nét đục chi tiết của bộ sập vụ này, đục vô cùng kỳ công và chi tiết. Mặt sập được ghép bằng hai lá sập cùng cây rất đẹp, hai tấm cùng cây, vân như núi luôn ạ. Vâng, chỉ với 39 triệu các quý khách hàng đã sử dụng ngay cho gian nhà của mình một bộ sập vụ Lào đẹp như thế này, bệ dày cực khủng, bệ dày 12 phân vô cùng là to và chắc chắn.
Và bệ ngang đây được cơ sở em làm là dày 10 phân này. Rất to và rất khỏe. Và hàng